chuyên dụng lột trắng da này hay lột bề hậu. Slide cho tôi đi bề hậu. Rồi xin thấy là Hạnh Nguyễn này lắm rồi chứ không phải Hạnh Nguyễn vô này. Chào Lê Nga. Xin chào mấy chị em. Nóng quá. Váy 54kg vừa không chinh, váy gì mà áo còn màu khác không chinh. Chào chị, chào Lê Nga, chào Khánh Giang, chào Nguyễn Thương. Đồ tôi mặc không có, quên mất lại đi mặc đồ không có. Rồi hôm nay thì có rất là nhiều váy, áo khoác, váy hàng xạ cũng có, hàng mới cũng có. Rồi bông tai đầu like thì giờ chị nào chia sẻ livestream, có chị nào thích mua bông tai thì đầu like, chị nào chia sẻ livestream thì sẽ được mua bông tai với giá 15.000 nha. Thì đầu like tôi sẽ bán một số bông tai với giá 15.000 cho những chị em nào mình chia sẻ like. Và một số đồ hôm nay chị nào mà có đơn rồi trong nhà không đầm len chị ơi hả? Ừ đầm len chị có, về đầm len nha, thích đầm len đúng không? Ok, đợi chân xíu nha. Rồi chia sẻ like cho em đi nha, chia sẻ like giùm em đi nha mấy chế. Đi ra. Chia sẻ like giùm em đi nha. Chia sẻ like giùm em một lần lên trang cá nhân công khai và 5 lần lên 5 hội nhóm. Sau đó quay lại đây và mua hàng với giá để chia sẻ ha. Rồi hôm nay thì trên có đầm thiết kế, đầm like, đầm rất là nhiều đầm. Hello Dung Nguyễn nè. Rồi đầu like thì Trinh sẽ bán một số đôi bông tai với giá 15.000 cho chị em là mình chia sẻ like cho nó rôn rã nhà cửa ha. Ngày nào cũng đem cái cổ bông tai lên. Rồi đầu like thì bạn sẽ bán một số đôi bông tai với giá 15.000 cho chị em chia sẻ like nè. Chị nào chia sẻ like thì sẽ được mua bông tai với giá 15.000. Đợi em bà. Em lấy một số đôi ra bán với giá 15.000 cho mấy chế nhé. Rồi chế nào đang xem like thì chia sẻ like giúp Trinh nha. Chia sẻ like giúp Trinh nè. Rồi em sẽ bán những đôi này với giá là 15.000. Đứng lên xem bộ em mặc với hả? Quyên Nguyễn ơi, đồ hôm qua hả? Hôm nay chọn đi, hôm nay Trinh thực ra là Trinh gói xong xuôi hết rồi. Nhưng mà hôm nay Trinh chọn thì Trinh cũng có thể là bỏ ra được ha. Bộ Trinh mặc không có bán nên là Trinh khỏi cần đứng lên nhé. Bộ trên mặt không bán thì mấy chế. Rồi chị em nào đang xem livestream thì chia sẻ like nè. Hello Nguyễn Ninh nè, nãy mới thấy ở chợ sao á. Đã chia sẻ 25 nhóm, cảm ơn em nhé. Rồi chị Lina bảo bạn em mấy đồ trên Bảo Khang, đồ trên mặt không có bán nhé. Đầu like chị sẽ bán đôi bông tai với giá là 15.000 cho chị em là mình chia sẻ like nhé. Rồi chị em là muốn chia sẻ like thì sẽ được mua bông tai này với giá 15.000 nè. Rồi mã số 1 nha. Chế nào lấy thì comment trên mã số 1 nè, 15.000 nha. Quá đẹp luôn ạ, có 15.000 đôi bông tai quá rẻ luôn nhá. Nhưng mà chị em nào chia sẻ like được mua giá này nha, 15.000 nha. Số 1 nè, số 1 15.000 nè. Sao không thấy gọi inbox chốt, sao không thấy chị gọi inbox chốt đâu. Vì Nguyên ơi inbox dùm trên đi, tối qua trên like xong muộn quá rồi, trên đâu có thể nó chốt đơn được đâu, khuya rồi mà chốt đơn với chị la chết luôn. Rồi Vinh Nguyên ơi, tí nữa inbox địa chỉ dùm Trinh đi nhá. Hôm nay Trinh sẽ chốt đơn này, tại vì hôm qua muộn quá Trinh không thể chốt đơn sớm được. Rồi số 2 nhá. Ok baby, hôm nay ráng chọn cho buổi sáng đấy nhá. Buổi sáng nay Trinh like buổi sáng nay thôi. Rồi chiều nay Trinh không like. Đồ Trinh đang mang không có bán, đồ Trinh đang mang là trong cái lô khác mà Trinh không có bán. Tại Trinh mang lâu rồi. Rồi số 2 này 15.000 này. Số 2 15.000 nè. Tranh thủ mua 15.000 đây nha. Số 2 15.000 nhá, 15.000 đầu like thôi nha. 15.000 này, bình thường sẽ là 20k nha, số 2 nè. Số 3 nha, số 3 15.000 nè. Số 3 15k nè, số 3 nè. Rồi số 4 nè, số 4 15k nè.
Số 4 là dưa hấu nha. 1, 2, 3, 4. Số 4 cho Hạng Nguyên nè. Số 4 cho Hạng Nguyễn nhé, Hạng Nguyễn 215 nè. Số 4 cho Hạng Nguyễn nè. Rồi số 5 nha. Số 5 15.000 nè, số 5 nè. Số 5 nha. Chị nào lấy chốt trên mạng số 5 15k này chia sẻ like giùm Trinh nha. Số 5 nè. Để Trinh ghi 15k nè. Số 3 số 3 cho em. Số 3 số 3 số 3 là con mèo đúng không? Rồi. Số 5 nè, 15k nè. Bán khoảng cỡ chục đôi nha. 15.000 nha. Số 6 nè. Số 6 quá đẹp đi, số 6 nha, 15k nha, số 6 nè. Chia sẻ like được mua giá này nha anh chị nha, chia sẻ like được con số này nha. Số 6 nè, 15k nè. Số 6 quá đẹp luôn. Số 7. Số 7 15k luôn nè, số 7 nha. Xong rồi Trinh sẽ lên đồ nha. Số 7 nè. Số 8. Số 8 nha. Quá rẻ luôn, bông tai thái 15.000. Số 9 nè. Đầu lại thôi nha. Còn bình thường vẫn là giá 20k nha. Số 10. Rồi hết. Lên đồ nha. Chị em nào mình đang xem like, chia sẻ like giùm Trinh với nha. Chia sẻ like giùm Trinh với nha mấy chị nha. Xem like thì chia sẻ like, sau đó nhớ chấm tương tác giùm em nha. Chấm tương tác giùm Trinh đây mấy chị ơi. Chia sẻ like xong chấm tương tác giùm em ấy nha. Chia sẻ like chấm tương tác này, cái yếm này. Yếm này về phối với áo trắng ở trong nha, yếm rất là dễ thương nè. Phối với áo trắng ở trong nha, yếm thun này khoảng cỡ 52kg mặc vừa nha. Rồi yếm này 35.000 nha, 35k này, yếm thun này, chế nào lấy comment giùm em yếm 35 nha. Comment giùm em yếm 35 35.000 nè. Yếm 35 35.000 chia sẻ like giùm em nhé. Yếm 35 35.000 nha. Đợi chút xíu lên trăm người rồi em lên đồ ha. Yếm 35 35.000 nè. Quá rẻ luôn, có 35.000 à. Yếm 35 35k nha. Mẹ xe lửa không mấy chị ơi. Yếm 35 35.000. Đợi xíu chia sẻ like nữa nha. Rồi chia sẻ like chấm tương tác giùm em đi mấy chị ơi, chia sẻ like chấm tương tác mới được mua với giá này nha. Giá này em bán cho những chị em nào chia sẻ like nên là nhớ yếm 35 chốt cho Hạnh nè. Hạnh Nguyễn nè. Yếm 35, 35 ngàn. Để em xem lượng chia sẻ nha. Chia sẻ thì mới được mua cái giá này nha mấy chị nha. Đợi xíu Trinh vô thay cái quần, mặc cái váy khó ngủ. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Chia sẻ like mặc giùm em nha. Thank you.
chia sẻ like mạnh tay giùm em nha. Mặc quần nó dễ ngồi, mặc váy khó ngồi. Rồi, tiếp nha. Xả một xíu đồ trước nha. Xả một xíu đồ trước nè, chia sẻ like mạnh tay giùm em nè. Rồi, set nha, set nè. Set von nha, set von nha. Rồi, set von là khoảng cỡ 52 kg đổ lại mặc vừa nha. Set von nè, 49k nha. Chị nào lấy comment giùm em set 49 nè. Một cái áo von nè, hello anh Vương, hello Duyên. Rồi, một cái von nha. Một set nha, một set 49k, 52 kg đổ lại mặc vừa nha. Đây là set này, áo màu màu. Áo này bằng vải von nhé, màu xanh chuối này, trễ vai rất là dễ thương ha. Với lại một cái quần này, 52 kg đổ lại vừa ha, 49k này, chị em nào lấy comment trên set 49 nha. Giá rẻ luôn ha, không có đi đâu mua được cái set này giá 49.000 đâu ha. Rồi, set 49 nha. Chị nào lấy comment trên set 49 này. Set 49, 49.000. Áo sơ mi nha, áo sơ mi nè. Sơ mi và vải giấy, vải von giấy rất là đẹp luôn, 15k nha. Chị nào lấy chốt hình chân sơ mi nè, 15k nè. Sơ mi này rất là đẹp nha, màu xanh rất là lạ luôn. Xả 15.000 cho mấy chị nè, chị em nào chia sẻ like thì được mua cái giá này ha, 15.000 nè. Chị nào lấy chốt hình chân mã 15k nha. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Chia sẻ like và chấm tương tác hình chân với. Chia sẻ like, chấm tương tác hình chân với nha. Hello Thoa Nguyên. Áo trên mặt không có Thảo Uyên ơi. Rồi áo búp bê nè. Áo búp bê 19k ha. Cho chị em nào mình chia sẻ like nè. Chị nào lấy comment dùm trên búp bê nè. Mã búp bê nha, 19.000 nè. Quá rẻ luôn á. Chị em nào mình chia sẻ like thì mình mới được mua cái giá này nha. Áo búp bê 19k nè. Chị nào lấy thì comment dùm em mã búp bê 19k nha. Quá rẻ luôn ha. Chia sẻ like dùm em nha. Chia sẻ like xong đó chấm tương tác hình chân để chúng biết là cả nhà mình đang xem nha. Áo khoác nè, áo khoác tím nè, đầu like chân sẽ xả nha, chân xả rất là mạnh luôn. Nên là mấy chị chia sẻ like dùm chân nha. Áo khoác này 99.000 nha, 99k nè, chị nào lấy chốt hình chân mã 99 nè. Mã 99, 99.000 nha. Chốt hình chân mã 99 này, chị em nào chia sẻ like thì mới được mua với giá này nha. Huyền Yumi ơi, lên số dùm chân với. Mã 99 nè. Mã 99, 99k nè. Online mon. Mã 99, 99.000. Chị em nào đang xem chia sẻ like dùm chân với. Mã 99. Quá rẻ luôn. Huyền Yumi lên số dùm chân nha. Huyền Yumi lên số dùm chân nè. Trời ơi, chị em này đang xem like chia sẻ like nha. Áo khoác 99k không chế nào lấy luôn. Áo khoác màu tím nha. Chốt cho Thang Nguyên này, đúng rồi. Trời ơi, áo khoác đó mà không lấy chắc chị xỉu luôn á. Chị xả lỗ tới mười mấy 20.000 luôn. Mà không lấy chắc ngất xỉu luôn. Thang Nguyên nè. Bạn gì lấy sơ mi lên số giùm chân với. Mấy chế lấy sơ mi lên số giùm em với, lấy đồ lên số giùm em với nha. Mua hàng chốt mã cộng số điện thoại giùm em với. Váy da nè. Váy da giống dạng như nãy trên mặt á. Cái váy da này giống như dạng như nãy trên mặt á ha. Váy da này rất là dễ thương nhé. Size này size L nha. Size này 55 kg đổ lại mặc vừa nha. 55 kg đổ lại mặc vừa nè. Huyền Yumi. Bạn ơi chọn đơn trên 100.000 đi đơn lại nha. Người cha nè. Huyền Yumi nè. Hai. Rồi chân váy da 75.000 nha. Váy da 75.000 nè. Chị nào lấy chốt váy da nè. Size L Hạnh Nguyễn ơi mặc vừa không? Size L nha, 75.000. Size L em mặc vừa không Hạnh Nguyễn? Size L 75.000 nè. Quá rẻ luôn.
size L75 nha. Thấy Minh Kiều nha. Em mặc vừa không ạ? Rồi lên nha. Chờ em 30 giây em lên váy len nha. Chị em này đang xem live, chia sẻ live giùm em nha. Chia sẻ live giùm em nè. Size L rộng rồi đúng không? 75.000 trên váy da, chị nào lại chốt dùm trên L da nha. Rộng lắm. Không vừa đâu. Ủa ha, cho nó da quá đẹp luôn. Mình sẽ lên lại trên váy da nha. Hello Phát. Vậy chân lên lại mã nè. Chân váy da size L75.000 nha. Chân váy da size L75.000 nè. Chị nào lấy chốt chân bãi L75-55kg vừa nha. Hello Bình nè. L75-55kg vừa nha. Chân váy size L quá đẹp luôn. Chân váy da size L nha. 75.000, chị nào lấy chốt chân mã L75 nha. L75-75k nè. L75-75k nè. Quần đùi size L này 65.000 này, có size S nhé, S hoặc L 65.000. Chị nào lấy comment trên L65 hoặc S65 chào chị Sơn Trần nha. L65 hoặc S65 nha. L65 hoặc S65 nè. Có xe nào gần trung tâm quận 1, quận 5, quận 8, quận 7 Trinh gửi cho em được không Trinh? Có nha, full theo kêu khích ơi, có size S nhé. Cái gì cơ? Hỏi cái gì size S vậy? Hỏi rõ giùm Trinh vậy. Mọi người muốn hỏi váy size S hay quần size S? Tí nữa inbox nha bé. Like xong inbox chị ha. Em cứ chọn đi. Em cứ chọn đi rồi chị gửi xe cho. Em cứ chọn đi chị gửi xe cho nhé. Tí nữa chị hỗ trợ cho. Đây size S 65.000 nè. Chân váy da không có size S nhá. Quần 65.000 S65. Chị nào lấy chốt giùm em S65 nè. Chia sẻ like giùm em mấy chế. Chia sẻ like giùm em chân váy da size lẻ nha. Lẻ size nên là mới có giá đó thôi. 65kg không có đâu nha Mika nha. Có cái nào quần eo 80 không? Quần eo 80 không có chị ơi. Quần này size S nè. Quần size S 25.000 nè. Chị nào lấy comment giùm trên S 25 nè. 25.000 nha. Quần size S 25.000, chị nào lấy chốt trên quần 25 nè. Quần 25 nè. Quần 25 25.000 nè. Để hỗ trợ. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị. Váy len nè. Váy len nha. Wow. Trời ơi, váy len đẹp chưa? Váy sọc len rất là đẹp nha. Váy sọc len này quá đẹp luôn. 55kg lại mặc vừa nha. Ở dưới đây nó có ôm như vậy này, mấy chị mặc nó sẽ giãn ra như vậy này, đẹp lắm. Váy len nha, 90k nha. Chị nào lấy chốt dùm chân này, sọc len 90.000 quá đẹp luôn nha. Siêu cực đẹp luôn nè, sọc len nè. Váy len 90.000, 55kg lại mặc vừa nha. Chị nào lấy chốt dùm chân sọc len này 90.000 nè. Cái sọc len này mặc lên rất là đẹp luôn, bao đẹp luôn ha. Len nha, sọc len nè. Hạng Nguyễn còn coi không nè, lên váy len nha. Sọc len 90.000 quá đẹp luôn. Chị nào lấy chốt dùm chân mã sọc len nè. Vải len cực kỳ đẹp luôn nè. Mấy chị đã shop mua không 300 mấy hơi phí. Không 300 mấy hơi bị phí luôn á. Sọc len 90k nha. Thế nào lấy chốt dùm chân mã sọc len nè. 90k nha. Chị nào lấy chốt dùm chân mã sọc len quá đẹp luôn nha. 90.000. Lan Kim Kim lên số lại dùm chân với. Lan Kim Kim hôm qua chị có cái áo á, lên số dùm em với. Hoa Thị Nguyễn. Hello Trinh Phò hay là sao?
Là sao vậy Hoa Thị Nguyễn? Chị Lan Kim Kim lên số giùm em nha. 90.000. Là sao Hoa Thị Nguyễn? Váy sọc đen chị lên số giùm em với. Rồi váy sọc nè, váy sọc này, váy sọc body nè. Váy sọc body nha, rất là đẹp ha. Sọc body nha, 80k nè. Cái này khoảng cỡ 50kg trở xuống vừa thôi. Đẹp lắm luôn á. Hoa Thị Nguyễn nói gì vậy trời? Không hiểu bà là ai luôn á. Mà bà chào dễ thương quá. Nè, chị nào lấy thì comment giùm trên váy sọc nha, 80k nè. Sọc 80 nè. Em ở phía dưới Đắk Nông nha. Cặp nâu chốt cho Thành Yên nè. Thành Yên nó ráng khoan nguyên sau rồi. Thành Yên ráng chọn đơn hai đơn chứ mới đi đơn nha. Chị gọi hàng cho em rồi. Chị Lan Kim Kim ơi lên số giùm chân với chị. Coi thử coi. Rồi cái váy len rất là đẹp nha. Không có quần váy nha, váy len rất là đẹp luôn nè. Kiểu của nó rất là đẹp nha. Không có thun phong rộng Quy Nguyễn ơi. Len rất là đẹp nha, 90.000 nha, váy len rất là đẹp luôn nè. 90k nha. Thế nào lấy thì comment dùm trên là len đen nha. Áo mặc không còn chị ơi. Thế nào lấy thì lấy dùm trên là len đen nè. Váy len 90.000 quá đẹp luôn đó mấy chị, rất là đẹp luôn. Nè, kiểu của nó giống như là có áo ghi lê ở ngoài, rất là đẹp luôn. Rồi chị nào lấy thì comment dùm em nè. Body len lúc nãy bao nhiêu hả? 80.000, chị còn sẵn thôi. Chị nào lấy thì comment trên len đen nè. Váy sọc đó hết rồi á. Body len sọc nâu đó hết rồi, chỉ còn sọc đen thôi ạ. Chị nào lấy thì comment giùm em váy đen nha. Váy đen nè. Giáo viên mà nói chuyện mắc cười vậy. Coi rồi coi Hưng. Ảo hả? Con điên. Tìm hiểu rõ nguyên nhân vậy. Rồi sạc này 90k này, sạc này mặc đẹp lắm nè. Vậy hả? Vô nhắn tin khủng bố đi. Comment giùm em sạc 90 nè. Sạc 90. Chị Lan Kim Kim ơi, lên số giùm em với. Comment giùm em sạc 90 nè. Sạc 90, 90.000 nha. Cái váy len đen hộp này cũng đẹp lắm. Sạc này cũng đẹp nè, váy theo nguyên nè. Sạc 90, 90.000 nè. Lan Kim Kim lên số lại giùm em với chế ơi. Coi cái đám bông tai có chữ đám hẹn quen. Trời ơi, cái body đấy. Cái váy hot đi.
Trong mấy cái bịch đó cái nào có chữ Phụng á, có đám bông tai á. Phụng kiếm với Phụng. Trời ơi váy đẹp lắm nha. Váy len nè. Váy len nha, váy len hot đi nè, 90.000, chị nào lại chốt mình trên mã hot đi nè. Cái váy len này thì hơi mỏng xí. Hơi bị mỏng á. Cái này mình phải mặc quần đùi ở trong. Váy len nè, 80k nha, chị nào lại chốt mình trên mã 80 này dễ thương lắm. Dễ thương lắm nha. Chốt hình trên mã 80 nè, quá dễ thương luôn, hot đi nè, 80.000. Chị nào lại chốt hình trên mã hot đi nè. Hot đi 80k. Chốt trên mã hot đi nha. Mã hot đi 80.000 nè. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị, chia sẻ like giùm em nha. Sọc đây nha chị Nguyễn Nga nè. Sọc 90 nha chị Nguyễn Nga. Sọc đen 90 đúng không? Ráng chọn hai phẩm đi đơn nha chị. Trắng cho Thang Nguyên nè. Ờ cảm ơn nha. Rồi, váy xanh đẹp lắm luôn nè. Ồ, váy xanh nha. Hấp đi em hết rồi chị, hấp em chốt cho Thang Nguyên rồi. Chị Thu Lê này đi đơn luôn á. Rồi nha. Váy len nè 85.000. Xanh 85 nha, chị nào lại chốt cho mình trên xanh 85 nè. 85.000 váy suông dễ thương lắm. Xanh 85.000 này váy len nha. Len nha, len mỏng nha, mặc mát lắm chứ không có nóng đâu nha. Mặc rất là mát luôn, 85.000 nè. Chốt trên xanh 85 nè. Xanh 85.000 nha. Xanh 85.000. Rồi cái này là xanh đá nha, xanh đá 2018 nè. Xanh đá nha, cái kia là xanh. Cái này là xanh đá 85.000 luôn nha. Chốt dùm trên mã xanh đen hoặc là xanh đá nè, đẹp lắm luôn á. For show mặc dễ thương lắm, mặc thể thao cực kỳ luôn. Cái này là dạng như len thể thao á, dễ thương lắm nha. Chị nào lại chốt dùm trên xanh đá hoặc là xanh nha. Xanh đá hoặc là xanh nè. 85.000 nè. Rồi đầm thiết kế nha chị nha, đầm vào Quảng Châu nha, đẹp lắm luôn này. Rất là dễ thương luôn. Đó, đầm tầng màu cam dễ thương lắm nha. Đầm này. Hết sọc rồi chị. Đầm nha, cái này khoảng cỡ 52 cái độ lại mặc vừa này, đầm này quá dễ thương luôn nha. 99k này. 99.000 nha, chị nào lấy chốt trên mã đầm 99 này dễ thương lắm luôn á, màu cam quá đẹp luôn này. Mẫu mặc này. Mấy này ra ngoài shop mua phải bèo nhất là phải 180 luôn á. Đây đồ Tết đây em. Bèo nhất là 180 luôn, quá đẹp luôn nha. Đẹp xuất sắc luôn này. 99.000, chị nào lại chốt hình trên đầm 99 nha. Đầm 99.000 này, màu cam rất là đẹp luôn. Đầm Quảng Châu nha, rất là đẹp luôn. 99k. Đầm chị vừa không hả? Em không biết nữa. Kim Trung Lê lên số giùm em chị ơi. Chị Kim Trung Lê lên số giùm em với. Đầm đẹp chưa nè. Đầm nha. Đây nha. Đầm mẫu mặc nè. Đó đằng trước này đằng sau này. Cái này màu xanh đen nha. Khoảng cỡ 50kg vừa thôi. 50kg đổ lại vừa thôi nha. Rồi đầm này 85.000 nha. Chị nào lấy chốt trên đầm 85 nè. Xanh rêu nè, em cho chị xem mẫu nè, xanh rêu nè. Đó, rất là đẹp luôn, đầm 85 nha. Chốt hình trên đầm 85 nè. Không, váy mà, váy không có vừa. Cái này nhỏ lắm, chị Linh không vừa đâu. Đầm này quá đẹp luôn á. Cái này đầm thì làm gì có quần ở trong chế.
đầm nha, rất đẹp luôn nha. Đầm yếm á, dạng như đầm yếm á, dễ thương lắm. Đây cho mấy chị xem mẫu nè, 85.000 nè, đây nè mẫu mặc nha. Chị nào lấy thì comment giùm trên xanh 85 nè. Xanh 85 nha. Quá đẹp luôn á, xanh 85 nè. Xanh 85, 85.000. Xét nha. Không nghe à, Trinh Hồ? Xét nha. Xét kèm một cái áo vest nha và một cái quần nè. Xét này 50kg vừa thôi nha, mấy cái xét này hơi nhỏ, 50kg đổ lại vừa thôi nè. Xét lửng nha, 50kg vừa nha. Xét nha. Xét 90k nè, chị nào lấy comment đẹp trên xét 90 nè. Mẫu mặc cái áo giống mẫu mặc nè, quần nè. Xét 90.000 nha. Có túi luôn nha, vải rất là đẹp luôn. Xét 90.000 khoảng cỡ 50kg, K6 đổ lại vừa thôi. Xét 90. Bỏ chung như thế đó luôn. Xét 90.000 nè. Chị nào lấy comment giùm em xét 90 nha. Xét 90.000 nè. Áo khoác kaki nha, trời ơi, áo khoác kaki đẹp chưa? Trời ơi, đẹp chưa? Áo khoác kaki nha mấy chị nha, bao đẹp luôn. Khoác kaki quá đẹp luôn nha mấy chị nha. 50kg mặc vừa không hả? Vừa chứ chị ơi. 50kg mặc vừa chứ. Trời ơi, đẹp quá. Khoác nha. Khoác chị nào. Chị khoác hai lớp luôn nè. Ở trong có túi luôn nè. Khoác 149.000 nha, cho chị em nào mình chia sẻ like nha. Huỳnh Hoa 90 cho Huỳnh Hoa nè. Khoác nha, 149.000 nè. Rồi, khoác 149.000, màu xanh quá đẹp quá lạ luôn nha. 149.000 cho chị em nào chia sẻ like nha. Cái này là khoác kaki nha mấy chế. Khoác kaki nha, không phải khoác thun đâu, quá đẹp luôn á, khoác đẹp xuất sắc luôn nè. Khoác đẹp xuất sắc luôn á. Mũ nè. Đó, mũ quá đẹp luôn nha, khoác xanh nè, 149.000 nha. Chị nào lấy thì chốt mình chân khoác xanh nha, khoác xanh quá đẹp luôn, trời ơi, đẹp xuất sắc luôn. Cái khoác này đẹp lắm mấy chị, ra ngoài mua cái khoác này phải 200 mấy. Ra ngoài mua cái khoác này phải 200 mấy nha, đẹp cực kỳ luôn. 149.000 cho chị em nào chia sẻ like nha. Khoác quá đẹp đi. Không mua bao tiếc luôn ha. Không mua rất là tiếc. Màu xanh đẹp ha. Khoác đẹp ghê luôn. Kaki nha mấy chị nha. Vải kaki hai lớp á. Đó, đằng sau có chữ nè. Rất là đẹp luôn. Chị nào lấy chốt chính khoác xanh nè. Khoác xanh nha. 145.000 cho chị em nào chia sẻ like nè, khoác xanh nè, quá đẹp. Có màu đỏ nữa, có mấy cái em về có mấy cái à. Rất là đẹp luôn. Có màu bò nè, màu bò nè. Màu bò đẹp ha. Trời ơi, màu bò đẹp ghê luôn. Màu bò nha. Chị Kim Trung Lê lấy khoác xanh hả chị? Khoác xanh cho chị Kim Trung Lê nè. Khoác đẹp lắm chị ơi. Màu xanh này đẹp lắm. Màu xanh đó nó hiếm lắm. Rồi màu bò nha. Màu bò nè. 149.000 nha. Áo khoác hai lớp, kaki hai lớp nè. Màu bò nè. Đó ở trong nè mấy chị, ở trong có túi luôn nè, túi hơi bị sâu luôn á. Cái này hàng rất là xịn mấy chị, ra ngoài mua cái áo khoác này không 200 mấy em bao thố tiền lại luôn á. Áo khoác này ra ngoài mua là phải 200 mấy. Màu bò này. Một cái màu bò thôi. Quá đẹp luôn. Mũ chống nắng này, mũ thun dễ thương lắm luôn á. 55 kg đổ lại mặc vừa nha. Màu bò này, chị nào lấy chốt thì chân khoác bò 149.000 nha. Màu bò đẹp quá. Chị nào lấy chốt thì em khoác bò này, quá đẹp luôn á. Màu bò rất đẹp luôn. Sáu mươi ký không có chị à, có em có một cái nha,
Màu bò này chị nào lấy chốt thì chính khoác bò nha, rất là đẹp luôn nè. Khoác bò cực kỳ đẹp luôn á. 149.000 cho chị nào chia sẻ like. Cái này là khoác kaki nha mấy chị, chứ không phải khoác full đâu. Mấy chị ra ngoài mua cái khoác này á, họ ngoài shop bán ít nhất là phải 230 á. 230 cái khoác đó đó. 60kg em còn cái áo khoác thôi nha chị nha. Khoác 60kg nè. 60kg mà cũng vừa 100k nha. 100.000 chị nào lấy chốt giùm em khoác 60 ớt khoác 100 nè. 60kg mặc vừa nha. Tay có chống nắng nhá. Tay có chống nắng nè. Túi có khóa kéo nha, 60kg mặc vừa nha. Chị nào lấy chốt giùm em mã xanh 100 này, quá đẹp luôn, vải thun rất là đẹp nhá. Xanh 100 60kg mặc vừa nhá, 60 62kg cam 6 mặc vừa này. Rất là rộng luôn này, size 2XL nha. Chị nào lấy chốt giùm em nè, xanh 100 nha. Mã khoác xanh 100.000 này. Chốt giùm em xanh 100 nha. Xanh 100 100k này. Bắt đầu chốt đầm Tết được rồi mấy chị ơi. Giờ này mua hàng Tết là vừa rồi. Trời ơi đẹp chưa. Chị quyết đặng cho em xin số nha, lên số đi chị ơi. Trời ơi đẹp chưa nè. Đầm ăn đông nha mấy chị nha. Rất là đẹp nha. Màu bò nha. Màu bò nè. Tay phố ren nè. Đây mẫu mặc nha. Mẫu mặc nè. 50kg đổ lại vừa, đầm body dài nè. Rồi đầm này 99k nha. Chị nào lấy chốt hình trên đầm 99 nè. Dồn đơn vào kim trung lê hả? Chị với chị kim trung lê trung đơn đúng không? Chị quyết đặng nè. Chị đang mặc không có. Kim trung lê. Rồi chị nào đang lấy thì chầm em cái váy bò này. Váy bò rất là đẹp luôn đó. Mẫu mặc này rất là đẹp nè. Chốt hình chân nha. Bò này. Váy bò nha. Cực kỳ đẹp luôn. Chốt hình chân mẹ váy bò này. Váy bò 95.000. Chốt tiền trên mã váy bò 95k nha. Sát vô rồi. Xe rồi, chuối vô rồi. Rồi lên váy len nha. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Chị nào đang xem được chia sẻ like thì chia sẻ like giùm em nha. Váy len nha. Rồi váy len đẹp đây nè. Váy len nha, sát nát nha, màu đen rất là đẹp luôn. Váy len cực kỳ đẹp nha. Dễ thương lắm luôn á. Váy len nè 89k, chị nào lấy chốt hình trên mã 89 nè. Sát nát nha, mặc rất là đẹp nè. Chốt hình trên mã 89 nha. Màu đen kết hợp với màu đỏ đô nha, sát nát nè, mặc rất là mát luôn, len nha. Váy len nhá, chị nào lấy thì chốt trên mã 89 89.000 này, 55kg đổ lại mặc vừa nha. Mã 89 89.000. Mã 89 89k nha. Chốt thì trên mã 89 nè. Mã 89 89.000 nha, váy đen nó đẹp lắm luôn á. Váy len nha mấy chị, cái đó là váy len nha, chứ không phải váy vải ha. Body len nè. Body len cổ lọ nhá. Cổ cao nè, body len nè, màu đen nha. Rồi body len 89.000 luôn nhá. Chị nào lấy chốt trên body len nè. Có màu không chị? Không, cái đó có màu đen nè bé. Có màu đen nè. Màu đen đẹp lắm, màu đen mặc với sang á. Cổ lọ nha, cổ lọ 89k luôn. Chế nào lấy chốt giùm em cổ lọ nè. Cổ lọ này body nha. Body đen nè. Chị nào lấy chốt giùm em nè. Body đen nha, 89.000. Rồi chị nào nãy giờ có đơn 1 ráng chọn đủ đơn để đi luôn nha mấy chị nha. Chứ đơn 1 em xả mệt lắm.
con sò cho vô bực mình. Đầu la là nói đứa vô phá phá là bực mình lắm luôn. Lên nha, váy lên nè. Váy lên kiểu nha. Đó, rất đẹp luôn nha. Màu đen nè, tay có nút nha. Màu đen tay có nút nha. Rồi váy đen nha, váy đen 85 ngàn nè. Chị nào lấy chốt hình trên mã 85K nè. Mã 85 ngàn nha. Mã 85 ngàn nè. Chị nào đang xem chia sẻ like hình trên với nha. Đang xem chia sẻ like chấm hình trên với nha. Tại cái con liền kia tự nhiên vô nói chuyện bực mình. Đầu la gặp mấy con hắc ám nó vô, mấy con quỷ sứ nó vô là cái ghét rồi. Đầu la vô mà gặp như vậy được mình đó. Rồi chị em này mình đang xem chia sẻ like dùm Trinh với nha. Chia sẻ like chấm mút dùm Trinh với. Chị ơi em không có áo kiểu, em chỉ có đầm thôi. Em chỉ có đầm với lại váy thôi nha. Nhưng mà bực mình lắm. Đầu like mà phải bực mình lắm. Ồ dễ thương chưa. Rồi một cái váy len nè. Mấy cái này mặc Tết được đó chị ơi. Mấy cái váy len này mặc Tết dễ thương lắm. Váy len nha. Váy len đen nè. Đó dễ thương lắm nha. Rồi váy len đen này 85k này, chị nào lấy chốt trên mã 85 này. Mã 85 này, cái này mặc lên dễ thương lắm á. Chốt trên mã 85 này. 85k này. 85k này. Đầm đẹp chưa? Trời ơi đầm đẹp chưa nè. Đầm len màu hồng nha, quá đẹp luôn á. Trời ơi đầm len đầm màu hồng xòe nha. Đẹp xuất sắc luôn nha. Rồi đầm này 95 ngàn nè. Đầm này 95 ngàn nha. Đầm len màu hồng 95 ngàn, quá đẹp luôn á. Trời ơi đẹp quá. Trời ơi 95 ngàn. 95 ngàn nha, đầm hồng nha, xòe nè. 95 ngàn nha. Đó, quá dễ thương luôn, đầm đắp chéo nha. Kiểu này đúng đẹp luôn á. Lên bùi đứng lên xem chị già xem dài như nào hả? Thấy hết được không chị? Em kéo xa ra cho nhìn nè. Đây. Dài tới đầu gối á. Qua đầu gối chút xíu nha. Quá đẹp luôn á, quá xuất sắc luôn á, màu hồng nè. Siêu đẹp luôn á. Đầm hồng nè. Đầm hồng em chốt cho chị Bùi Linh nè. Đầm 60kg hả? Có chị cao mét nhiêu? Bùi lên nè. Đầm hồng này đẹp lắm, 95k nè. Mấy cái đầm len này dễ mặc lắm anh chế. Dễ mặc lắm. Hồng chốt cho chị Bùi lên là hồng có một cái thôi rồi. Hết rồi nha. Đầm gì đây, trời ơi, đầm heo dễ thương chưa. Trời ơi đầm heo dễ thương lắm này bé Hạnh ơi. Đầm heo nha. Trời ơi đầm len heo nè. Đầm len heo nha, 90k nè. Chị nào lấy chốt dùm trên len heo này, trời ơi, dễ thương quá. Đầm heo nha, chị nào lấy chốt dùm trên đầm heo này, trời ơi, dễ thương ghê luôn đó, 90 ngàn nha. Rồi chị nào lấy chốt dùm trên mã đầm heo 90 ngàn nè. 90 ngàn đầm heo nha, dễ thương quá. Đầm heo 90k nha. Chế nào lấy chốt trên đầm heo nè. Đầm heo này dễ thương lắm, 90 ngàn. Đầm hồng chính con cái hả? Đầm heo 90 ngàn nha, dễ thương lắm. Cái đầm đen này dễ thương lắm luôn nè.
Đấy, đợi chân xíu chân chốt đàm hè với đàm hè dễ thương lắm, chưa lên cho bạn em có gì em chia sẻ like giùm em nha mấy chế, chia sẻ like giùm em nha. Em không có được bé ơi.